Video chỉ mang tính chất vui vẻ, giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng trong những thời gian rảnh rỗi, không cổ vũ cho bất cứ hành vi tiêu cực nào đi ngược thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ê chị ơi, sao mày tao thấy mày đứng câu từ sáng giờ là mấy tiếng đồng hồ mà tại sao mày vẫn đứng ở đây vậy? Sao mày không thử đi câu ở chỗ khác đi? Trời ơi, mày không hiểu cái gì hết trơn á. Câu ở nhà thì mới có thể câu ra được con Ancelot, mày hiểu không? Tính ra tao chơi Play Together này là mấy tháng rồi, tao vẫn chưa sưu tập được con Ancelot. Trời ơi, Thỏ ơi là Thỏ, mày không biết gì hết trơn á. Trời ơi, bây giờ không câu được con Ancelot thôi, mày đi chỗ khác đi. Nhưng mày cứ đứng đây câu hỏi chán lắm, nhìn đời chán lắm. Thôi mày đừng nói gì nữa, mày ngồi im đi. Tao tin, mày phải tin vào tao hiểu không? Phải có niềm tin vào một chủ nhân đích thực của mày. Hôm nay kiểu gì tao cũng sẽ câu được con Ancelot. Tao sẽ câu con Ancelot cho mày nhìn mà xem. Trời đất ơi. Ê trời ơi, trời ơi, tính ra là mày đứng câu ở đây là suốt từ ngày đêm qua đến ngày hôm nay rồi mà mày câu đâu ra cái con Ancelot gì, Ancelot hay Ancelot gì đâu của mày đâu. Trời đất ơi, bây giờ người ta có đang có bao nhiêu thứ mới ở ngoài kia, tại sao mày không đi câu đi? Mày cứ đi câu Ancelot làm gì ạ? Trời ơi, chán lắm rồi gì đây. Thỏ này không biết gì hết trơn các bạn. Phải câu ở nhà thì mới ra bóng một thì mới câu được con Ancelot, hoặc là câu được con cá gọi sấu mini vương miện đúng không các bạn? Ancelot nè. Ui, lại ra con cá tuế các bạn ơi, chán quá. Câu từ sáng giờ toàn cá tuế vàng tuế. Thôi chị đây, bây giờ tao bảo mày nè, bây giờ mày cố gắng là mày nghe lời tao đi, mày đi mày câu ở bên ngoài kia đi, ở ngoài đại dương kia còn bao nhiêu cá mới mày chưa có, bây giờ mày câu hết những con cá lớn đấy xong mày về mày câu Ancelot, mày rảnh mày câu sau chứ tao thấy mày câu ở đây tao chán lắm rồi chứ. Tính ra là các bạn, mình chỉ muốn có một cái nguyện vọng duy nhất thôi bạn, đấy là sưu tập được đủ cá trong Play Together. Mà câu mãi vẫn chưa được ra cái con cá gọi là con cá gì ta, con cá Ancelot vương miện luôn các bạn. Bạn nào mà có Ancelot vương miện rồi thì comment xuống dưới cho mình thèm chơi nha các bạn. Chứ mình câu là không ra Ancelot đấy mọi người. Chán ghê mọi người. Nhưng mà thôi không sao, thôi được rồi. Mất công con Thỏ ngáo này từ sáng giờ nó ngồi nó tính là xã buổi sáng của mình là mình câu từ 5 giờ sáng mà bây giờ đến giờ là tầm khoảng nó gần buổi trưa rồi mà vẫn chưa ra con Ancelot nữa thì thôi chắc là bây giờ mình đổi vị trí đi ha Thỏ ha. Đúng, đổi vị trí. Ừ hợp lý này. Đấy nãy giờ mình nghe được câu hợp lý này. Bây giờ đi đổi vị trí đi. Ở bên ngoài biển sâu á, ở cái khu vực mà hồ xanh á có rất nhiều cá mới mà mày đã rồi mày câu thử đâu. Bây giờ mày cùng thử đi câu đi, trời khổ quá mày cứ đi câu mấy con này làm chi vậy? Ok, rồi khổ quá tao nghe mày. Tính ra là mình chưa mà mình đi câu cá ở khu vực hồ xanh luôn nha các bạn. Ok, thì mình nghĩ chắc là ngày video ngày hôm nay mình sẽ làm thử thách một ngày đi câu toàn cá hiếm ở hồ xanh, thử xem là liệu mình đứng vài tiếng đồng hồ thì mình sẽ câu được những con cá gì nha các bạn. Và muốn biết mình câu được những con gì sau một ngày gọi là lao động vất vả đi câu ngày hôm nay, các bạn nhớ xem từ đầu đến cuối video clip này, đừng quên cho mình một like này, một subscribe để chào đón năm mới luôn nha các bạn ơi, và nhớ vào game thả tim cho Mr. Vịt nha các bạn ơi. Ok, còn bây giờ mình cùng với Thỏ Ngáo sẽ đi rủ các bạn Ducky, vịt con để cùng nhau đi ra ngoài hồ xanh câu xem hôm nay chúng ta sẽ gặt hái được những thứ gì nha các bạn. Ok mọi người ơi, và bây giờ mình có cùng có mặt với cả các bạn vịt con và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ra khu vực hồ xanh để cùng nhau thực hiện cái thử thách câu cá ở khu vực hồ xanh ngày hôm nay nha anh em. Thì cái hồ xanh nó được xây dựng dựa trên một cái khu vực, nếu như bạn chưa biết á, và những bạn nào đang chơi Play Together và đặc biệt quan tâm đến game Play Together thì mình sẽ sẵn sàng giới thiệu cho các bạn biết luôn. Đấy chính là khu vực hồ xanh này được xây dựng và thiết kế dựa trên một cái địa điểm hoàn toàn có thật ở bên ngoài đời nha các bạn, một địa điểm hoàn toàn có thật luôn và mình cũng không biết là chính xác nó nằm ở đâu thôi, nhưng mà đây mình đã sưu tập được cái bức ảnh này. Bạn nào có thêm thông tin về hồ xanh có thể comment xuống dưới cho mình biết nha anh em. Và cái địa điểm này nhìn trông nó được xây lại ở trong Play Together gần như là giống tương tự y hệt luôn á mọi người. Và ở bên khu vực hồ xanh này hiện tại có thể coi là một khu vực nhiều cá nhất ở trong Play Together hiện tại, nhiều cá hiếm nha bạn, nhất là bóng 4 này, bóng 5 này. Các bạn nào mà muốn cày tiền á thì tốt nhất là nên ra khu vực hồ xanh này câu cả ngày, kiểu gì là các bạn cũng sẽ lãi nha các bạn, kiểu gì cũng sẽ lãi và có rất là nhiều cá to và cá lớn được câu lên ở đây, nhất là bóng 4, bóng 5 nha anh em. Và để chứng minh cho cái điều đấy thì mình sẽ câu một ngày hôm nay, mình sẽ thùng thử xem là liệu mình câu trong một khoảng đâu đấy là 2 tiếng, 1 đến 2 tiếng thì sẽ ra được bao nhiêu cá anh em. Vừa nói cái nó ra ngay một cái bóng 4 rồi các bạn ơi. Vừa gọi xong cái ra ngay một cái bóng 4 này. Lên lên xem cá gì nào. Tôi hồi hộp vãi chuối anh em ơi. Hộp vãi chuối. À đâu, đây là bóng 5 chứ không phải bóng 4. Bóng 4 đúng không? Hình như đây bóng 4 anh em ạ. Nhìn tôi nhìn hình như đây là bóng 4 anh em ạ. Nhìn nó cũng không được gọi là rõ lắm anh em ạ. Đậu xanh mù mắt rồi này. Lên nào. Lên. Ui, đây bóng 5, đây là bóng 5 anh em ơi. Lên mực khổng lồ anh em ơi. Một trong những con cá mới của Play Together, mực khổng lồ đấy các bạn ơi. Mình đã có một con mực đầu tiên anh em ơi. Chiều kích thước của nó là tận 1577 cm. U là trời. Trời ghê chưa? Nó to vãi chuối anh em, 1577 cm là nó phải to hơn cả những hàng của những cái con cá khác luôn bạn, từ những cái con cá chiên này cho đến những con cá la hán này cũng chưa chắc to bằng con mực này luôn, bởi vì độ dài nó quá khủng khiếp anh em ạ. Ok, rồi, tiếp tục thả cần câu ấy, cần cù gọi là bù thông minh đấy. Chăm chỉ làm ăn rồi vận may sẽ đến, ok anh em. Và các bạn nhớ này, để mà chúng ta có thể gọi là tối ưu hóa cái nguồn lợi nhuận của mình nhá, thì các bạn hãy cố gắng học cách là bỏ qua bóng nha anh em. Bỏ qua bóng chỉ câu bóng to thôi nếu như bạn muốn sưu tập cá bóng 4, bóng 5. Thực ra là chúng ta có cả bóng 1, bóng 2 cũng sẽ ra một số cái loại cá hiếm đấy, nhưng mà nói chung là mình là người chơi hệ sưu tập thích cá to, nhưng cứ cái gì to là mình thích.
đấy, nhưng mà là mình chỉ sưu tập bóng 4 bóng 5 thôi nha. Ok. Đó, các bạn biết muốn biết bí quyết để câu được bóng 4 bóng 5 nhiều là gì không? Đấy chính là các bạn nên gọi là ném luôn cái bé Chi xuống, gọi là hiện tại nếu như bạn nhìn thấy trong đội hình của mình này. Đấy, là có một bạn tên là bạn Chi này thì mình đã làm một cái video mà nói về bạn ý rồi. Đấy là mình sẽ kết bạn với cả một bạn bạn tên là bạn Chi là trưởng FC của mình. Bạn ấy sẽ kết bạn với cả những cái bạn fan khác để các bạn có thể tê lên qua bên mình bất cứ khi nào mà các bạn muốn. Đấy. Và bí kíp để chúng ta có thể câu lên được bóng 4 bóng 5 đấy chính là ném thẳng Chi xuống dưới biển. Anh em hiểu không? Ném Chi xuống dưới biển auto lên cá. Bởi vì sao? Bởi vì đi câu cá thì phải có gì? Có mồi. Mà muốn có mồi mà chúng ta không có trên tay thì chúng ta nên làm gì? Bê Chi ném xuống em. Bê Chi ném xuống. Xuống. Bê Chi ném xuống em. Đó, hợp lý luôn các bạn. Đấy. Bê Chi ném xuống là auto lên bóng năm các bạn. Đấy, đéo xanh. Chi nhảy xuống luôn anh em. Bạn Chi bạn nhảy xuống luôn rồi kìa. Ok, chỗ thú vị vãi cả chuối ra. Ok. Rồi bạn Chi bạn đi đâu luôn rồi? Nope. Đi một sải luôn anh em ơi, đi một sải rồi. Rồi xong. Chi bị lắc rồi mọi người ơi. Chi bị lắc rồi, xong Chi đi đâu ơi Chi ơi? Chi. Rồi xong Chi đi luôn rồi mọi người. Rồi xong xin vĩnh biệt Chi. Rồi xong Chi lắc rồi ạ. Nhìn cái kiểu mà cứ kiểu đi nhẹ về phía đằng trước này là chắc chắn là game nó bị lag đâu mà nó mới đi kiểu đấy. Ok game. Rồi, không sao. Đấy, mình nói chung là mình nói giỡn thôi các bạn chứ thực ra là Chi hôi nách. Nhưng mà đánh xuống thì cá nào mà nó chịu anh em, cá nó giặt đi hết các bạn hiểu không? Cá giặt đi hết. Chi có một vẻ đẹp chim sa cá lặn, nó nhảy xuống cá lặn luôn anh em. Đây, đây mà là bóng 4 này các bạn ơi, đây mới là bóng 4 này. Đấy. Cuối cùng thì cũng đã ra một cái chiếc bóng 4 đầu tiên của tôi mọi người ơi. Ok, lên bóng 4 ạ. Lên nào. Ra con gì đây? Tính ra là mình không biết bóng 4 là lên con gì luôn các bạn. Nope. Không biết luôn á trời. Bởi vì toàn bộ đều là cá mới và bây giờ mình bắt đầu đi câu này mọi người. Ok. Bóng 4 lên nào. Cá mập yêu tinh. Cá mập là con yêu tinh, con này giống như kiểu con cá cổ đại hết. Nhìn trông nó lạ vãi chuối anh em, nhìn con cá mập này nó lạ vãi chuối mà kích thước của nó khá là nhỏ anh em ơi. Nó không to như cái con cá mập mà mình câu ở biển bình thường luôn các bạn. Kích thước của nó là có 322cm thôi, tức là nó khá là nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả cái con mà mực mà mình vừa câu anh em, nhỏ hơn cả con mực luôn anh em. Rồi ok, câu mãi mới ra được con cá mập yêu tinh đấy các bạn, nhưng mà tiếc là nó không phải vương miện. Nếu mà nó là vương miện thì có phải là gọi là ngày hôm nay là một ngày đẹp nhất trên cuộc đời luôn anh em. Chưa được con cá vương miện nào. Ok, thôi cố gắng câu kiểu gì cũng đến. Mình sẽ đổi bộ quần áo anh em. Chúng ta đổi sang bộ quần áo gấu trúc để cho nó gọi là đổi vận một tí. Đấy, biết đâu đổi bộ quần áo cái câu lại lên cá 10 điểm. Đấy. Đấy, bộ quần áo nó cũng mang lại một cái gì đấy yếu tố liên quan đến phong thủy nha bạn đấy. Mình sẽ thử mặc bộ gấu trúc này, bộ mới nhất đấy. Đấy, bác vào đây tôi nghe rồi. Em mới mặc bộ mới nhất này. Đấy, bộ mới nhất, bộ đẹp nhất, bộ này mua là hình như là mấy chục đồng tiền vàng anh em. Ui, bên kia có người lên bóng lắm, lên bóng lắm. Ui là trời, con gì đây mọi người, con gì đây? Cho xem con cá với. Ok bạn, mình sẽ thử xi bạn này cho xem con cá nha anh em. Đây bạn đi lấy cá cho mình con. Đấy, con vừa câu ấy. Ok. Cá mái chèo các bạn ơi. 1141cm, con này nó dài vãi chuối, nó yệt cái mái chèo thật các bạn ạ. Ui đẹp thực sự các bạn ơi, mình chưa có cá mái chèo các bạn ơi. Ui bên này. Ui lại có ai khoe cá đây? Trời đất ơi, con cá này con cá gì đấy bạn? Ở khu vực hố xanh này có một con cá gì đây? Con cá này là con cá nhà cá mập nhám à các bạn? Ừ, cá mập nhám nó còn vương miện nữa chứ. Ui trông nó vip chưa các bạn ơi, ước gì mình câu được con này. Trời ơi, chỉ biết nhìn vào ước ảo. Chạy nước miếng. Người ta câu quá trời đất cá to, mình câu toàn mấy con gọi là trông không khác gì mấy cái con cá tuế đâu các bạn. Nhìn nó vừa nhỏ vừa còi lại còn vừa vô duyên, y có thỏ ngáo ở nhà bạn. Không sao, hy vọng sẽ một ngày đẹp trời cá to sẽ lên anh em. Ok đấy, bóng bốn, lên. Một cắn này. Tiếp này. Hai cắn tiếp này. Lào lên. Ba cắn lên. Ủa, có ba cắn này không phải vương miện rồi. Con vương miện nó phải cắn 8 cái cơ. Ui rồi lại một con mực khổng lồ anh em ơi. Vậy là mình có đến 2 con mực khổng lồ các bạn. Nope. Câu liền 2 con mực cùng một lúc luôn mọi người. Biết thế thì đáng nghĩa ra thì con này là con vương miện, con trước là con bình thường, nó có phải là highlight hơn không? Con này cũng là một cái con bình thường. Quê thật sự luôn. Chán thật sự đấy. Ok thôi sao, 2 con mực giống nhau còn hơn là không có con nào anh em. Rồi ok. Tiếp theo. Nào lên nào. Ui có bạn lên bóng kìa. Ui có bạn câu được cả con cá heo ở vùng biển này luôn anh em. Ở đây cũng là vẫn là vùng biển thì vẫn có cá heo, đúng hợp lý. Ôi mình thì hình như là bạn bị lát thôi, là có bị lát không? Ok không sao. Đấy, miệt mài thả cần, vận may sẽ tới anh em. Kiểu gì tôi cũng sẽ câu được một con cá nào tử tế. Ở bên chỗ mình thì hiện tại đang có rất là nhiều những bạn sói con này, bạn vịt con này, có cả gấu con luôn cũng đang ngồi câu với mình nha anh em. Ui một cái bóng bốn nữa mọi người ơi. Bóng bốn lên cái gì đây, là con cá nào đây mọi người? Lên không. Lên, cố gắng lên. Ủa, con này dỉa hơi lâu, có ra vương miện không, có ra vương miện không ta? Ok, 5-6 phát, 7, ui, lên. Ui, là trời. Lại được con cá mặt trăng nữa mọi người ơi. Cá mặt trăng thì trong video ngày hôm trước mình có câu được một con rồi anh em ạ. Thôi rồi,
Thôi nói chung là thôi được rồi. Câu được con cá mặt trăng này là cũng đẹp rồi anh em, còn hơn là không câu được con gì anh em ạ. Nãy giờ tôi được mấy cái bóng 4 với cả bóng 5 rồi anh em. Chưa ra được con cá mái chèo hay là mấy cái con nó lạ lạ tí. Con này tôi câu được ngày hôm qua rồi, hôm qua tôi mới câu được nó, tôi rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lại gặp nó nữa thì tôi hết vui rồi anh em. Rồi ok. Rồi, mấy bạn vịt con cứ xếp đỉnh. Quá đỉnh quá trời. Khoái khoái chạy nước miếng. Trời ơi, anh câu mới ok mọi người. Rồi ù các bạn lấy bóng đi anh. Rồi xong đứt dây luôn. Rồi xong đứt dây. Xin vĩnh biệt Chi. Chi lại đứt dây rồi mọi người ơi. Rồi xong Chi bị quay mọi người. Chi lại bị đứt dây rồi mọi người. Chi tối em ơi. Câu cá nào là hụt cá đấy hả? Cá chỉ đến với những người thơm tho, sạch sẽ, không ai đi chơi với mấy người hôi đách cả. Ok anh em đấy, Chi đang bị trầm cảm và Chi quyết định đứng giữa hồ. Ok, lại một cái bóng 4 nữa. Xem nào. Xem nào lên không. Các bạn biết tại sao hay đứt câu? Đấy là bởi vì không chịu bỏ tiền ra mua lấy cái cần câu pro đấy anh em. Mua cần câu chuyên nghiệp ấy nó sẽ bớt cái tỷ lệ đứt dây hơn các bạn. Lên nào. Lên. Đấy, chúng ta sẽ lên con cá. U! Lươn sói mọi người ơi. Ồ, một cái con lươn sói này, một con lươn này trông nó đen xì các bạn, nhìn trông nó chiến vãi chuối mà chiều dài của nó tận 208 cm lận các bạn. Đủ ghê dữ ta. 208 cm con lươn sói này đen xì xì luôn các bạn ơi. Ok thôi rồi. Có một con cá mới các bạn, được một con cá mới mà chưa xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi đấy. Ok, chúc mừng mày đã đến với cuộc đời tao. Chỉ tiếc mỗi một điều là mình không thể nướng nó lên ăn thôi anh em. Ok, độ bền của mình vẫn là 74%. Ok, vẫn là độ bền 74. Ok, vẫn đủ để câu anh em ạ. Vẫn đủ để giật lên những cái con bóng to. Đấy, con cá to. Đấy, ok, cố lên mọi người. Cố lên. Ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ phải câu được nhiều cá để chứng minh cho bạn thấy thật rằng là cái buổi đi câu ngày hôm nay sẽ là một buổi đi câu đi vào trong lịch sử. Đấy, của người đi trước để test cho bạn xem biết thế nào là chỗ câu cá tuyệt vời của anh em. Và nếu như bạn nào vẫn đang ngồi xem video đến giờ phút này á, thì mình sẽ sẵn sàng kể cho bạn nghe. Đấy là cái chỗ câu cá này của mình á, được coi là một trong những cái chỗ câu cá mà cá nhân mình chấm điểm là 10 điểm. Bởi vì là hôm trước mình đi câu á, mình thấy có mấy bạn đứng ở bên góc này câu rất nhiều bóng to luôn các bạn. Đấy, lại thêm một bạn nữa lên được một con cá nữa kìa, con cá cam kìa mọi người ơi. Đấy, nên là mình quyết định là mình chọn cái vị trí này để câu nha. Cái hòn đảo đấy rất là rộng, nên các bạn nhớ là chọn đúng cái góc này của Việt đang đứng để mà câu nha bạn. Cái góc mà bên cạnh cái thuyền các bạn, gần cái thuyền và gần cái cây dừa có tảng đá ở phía bên này nha anh em. Đấy, cái hòn đảo nó bị tách rời ra đây nè. Đó, gần cái chỗ mà cửa biển anh em. Rồi ok, thôi không sao. Hôm nay mình đi câu có các bạn vịt con đứng bên cạnh kiểu gì mà mình chả tăng độ nhân phẩm dồi dào đúng không anh em? Đấy, lại một bạn nữa lên bóng kìa. Bóng ơi, bóng năm à? Lên cậu. Ui là trời, lại đứt mất dây rồi mọi người ơi, phí quá. Ui, mất con bóng năm anh em ơi. Biết đâu cái bóng năm này thì lại lên con cá to, cá VIP đàng hoàng chứ bạn. Khổ thế đó chứ. Rồi ok. Cố lên, cố lên. Nãy giờ là mình câu cũng được hơi lâu anh em, và mình được khoảng 3 con cá rồi. 3 con cá, một cái con cá mặt trăng này và 2 con mực. Ok anh em, đấy là tổng kết của gọi là một chuyến đi câu gọi là sương sương từ đầu đến giờ. Hy vọng là từ giờ đến cuối chuyến đi câu mình được một cái bóng 4. Một cái bóng 4 nữa mọi người ơi, được thêm một cái bóng 4 nữa. Một cái bóng 4 nữa, lên cá gì đây, lên cá gì đây? Lên không, lên không, lên không mọi người. Lên không nào. Lên đi, trở tới đây mày không lên tao xuống này. Trời ơi, lên đi. Lên một con cá mới à, một con cá mới. Một con cá mới, cá mới, cá mới. Lên cá mới đi. Ui, cá nặng hải mọi người ơi. Cá này tôi phải có cả chục con nữa. Một chục con cá nặng hải mọi người. Ủa có bạn nữa lên bóng rồi. Có một bạn câu được con cá thái dương kìa. À cá mặt trăng kìa. Ok rồi. Đến lượt mình anh em, cố gắng lên. Cố gắng lên, kiểu gì mình cũng sẽ câu được một cái con nào đó nó mới hơn, xịn hơn, VIP puzzle mắc hơn đúng không bạn? Đấy, ok ở bên kia. Ui, hai bóng lên liên tục. Ui, một con cá mập. Ui rồi, con gì cơ? Lên hai con luôn, lên hai con cá mập hay sao mọi người ạ? Ui ok, cố gắng lên, cố gắng lên. Hai con cá mập lần. Ghê. Thế hai con cá mập yêu tinh luôn. Câu lên cùng lúc luôn các bạn. Cái góc này câu nhá, cái vị trí này câu cực kỳ hoàn hảo luôn các bạn. Nhớ là ra đây câu đúng cái vị trí này, kiểu gì bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với sức lao động nha bạn. Ok, lên. Lên nào, bóng 5 mọi người ơi. Ui, bạn Chi câu được con cá mái chèo rồi kìa. Đù. Chi câu được con cá mái chèo mọi người ơi. Viết viết ra để mình nhìn nha. Ra nhìn kỹ, ra nhìn kỹ. Xem ké anh em, ra ngó ké. Đấy, cá mái chèo đấy, 1041 cm lận anh em ơi. VIP thực sự các bạn ơi. Đù. Chi ghê dữ ta. Được của nó đấy. Ok anh em, giờ tôi sẽ quyết định là tôi thay đổi một bộ đồ khác anh em. Thay đổi qua bộ đồ khác để gọi là tăng tỷ lệ thành công may mắn để có thể câu được cá. Tôi nghe đồn thiên hạ nói rằng là phàm những cái người mà trông hơi lập dị ấy, thì sẽ thường gọi là những cái người mà có hoa tay đặc biệt. Và đặc biệt là cái bộ đồ của tôi là đang chuẩn bị trang bị đấy các bạn, là một bộ đồ phát sáng nha bạn ơi. Một bộ đồ phát sáng, và nếu mà theo quy luật của tự nhiên á, thường những cái gì phát sáng ấy và ban đêm sẽ rất là thu hút cá luôn các bạn. Đó sẽ rất là thu hút cá. Nếu như bạn nào đã từng học văn học và học cái bài gì ta, học cái bài gì mà căng buồm ra khơi đánh khá chiếc thuyền ngoài xa. Hình như thế sao, hình như chiếc thuyền ngoài xa các bạn. Thì là phải chiếc thuyền ngoài xa ra. Không, hình như không phải. Mà cái gì mà đánh cá ban đêm ấy các bạn. Và có gọi là khi mà ánh đèn lên thì vẩy cá lớp bạc anh em. Lên luôn.
Đó, trời ơi, tôi đã bảo các bạn rồi. Lên luôn một con cá mặt trăng vương miện các bạn ơi. U là trời. Thấy chưa? Lên luôn một con cá mặt trăng vương miện đã bảo rồi. Là chúng ta chỉ cần thay đổi đồ thôi. Đồ này đấy là phát sáng, thu hút bể cá đến. Đấy, thế mới gọi là một nghệ nhân câu cá thực sự ấy. Anh em cứ nghe tôi. Kinh nhé, hiểu biết thế. Mặc bộ đồ phát sáng, đi câu cá kiểu gì cũng ra tỷ lệ cá to luôn nha các bạn. Đấy, có bạn nào mà nhớ cái tên tác phẩm văn học cái gì mà đi ra ngoài khơi đánh cá rồi, gì mà một đàn cá nó bơi theo gì vẩy cá bạc lên thì vẩy cá gì ấm no hạnh phúc cái gì đó. Đó, các bạn nhớ comment tên xuống cho tôi nha. Chứ tôi nghỉ học lâu lắm rồi tôi quên luôn tên tác phẩm đấy các bạn, nhưng mà tôi vẫn nhớ mang máng một tí về nội dung của nó thôi. Ok anh em. Đấy. Mặc bộ đồ phát sáng cá sẽ lên, anh em phải tin tôi. Đấy, ui lại lên một cái bóng đi. Bóng mấy đây, bóng mấy đây? Bóng 5 mọi người ơi. U là trời, bóng 5 luôn nhá, bóng 5 luôn này. Quả này mà lên một con cá mới nữa là hợp lý luôn này em. Là ấm luôn này. Câu được đúng một cái bóng 5 này thôi nữa là tôi về anh em. Đấy, nãy giờ tôi câu được 3 cái bóng 5 rồi. Ok, bóng lên bóng thứ 3 này. Lên. Cá gì đây? Ui, cá mập Greenland. Đúng, cá mập đỏ xanh luôn nha các bạn ơi. Thật là VIP pro 649 cm luôn. Hợp lý, nhưng mà mỗi tội không có vương miện. Nếu mà có vương miện thì sẽ là VIP hơn anh em. Ok, nhưng mà thôi không sao. Đấy, mình câu được con cá này là cũng khá là hiếm rồi. Bởi vì là nãy mình thấy có mấy bạn đi săn con cá này mà săn hoài vẫn chưa ra luôn anh em. Và tôi sau khi đổi một bộ đồ phát sáng, thu hút ánh nhìn của những gọi là cô nàng cá ở dưới đáy biển. Và cuối cùng, một người gọi là đi câu, một ngư dân đẹp trai như tôi, với một bộ đồ phát sáng cuối cùng đã sở hữu trong tay một dàn cá hiếm các bạn. Thôi các bạn, câu được cá nào các bạn nhớ comment xuống dưới để khoe cùng với mình nha anh em. Thôi, tổng kết ngày hôm nay là mình câu được 3 cái bóng 5 và tầm khoảng mấy cái bóng 4 ấy, thì nói chung là cũng ấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng sẽ tạm biệt các bạn vịt con để chúng ta sẽ cùng nhau về nhà và chúng ta sẽ cùng tổng kết cá lại và sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc video này nha mọi người. Ok, đi về nhà thôi. Yeah, ok mọi người ơi, thì vừa rồi mình vừa mới hoàn thành cái chuyến đi câu ở bên ngoài khu vực hồ xanh rồi mọi người ơi. Và thành quả của mình lớn nhất ngày hôm nay đấy chính là một con cá gọi là cá mặt trăng vương miện các bạn ạ. Mình nhớ là bình thường ngày trước ấy, là người ta hay gọi cái con cá vương miện, cái con cá mặt trăng là cái con cá mà nó to to mà nó trắng trắng mà ta từ từ mình sẽ thử tìm con cá đấy coi. Hình như ngày xưa là gọi con cá đâu phải gọi là con này là cá mặt trăng đâu bạn, mà gọi là con này là cá thái dương mà ta. Chứ con cá mặt trăng đây này, bình thường trước gọi con này là mọi người hay gọi đây mới là hình ảnh của con cá mặt trăng này các bạn. Chứ còn con cá thái dương mình nghĩ là phải là cái con này nè, phải là cái con mà mình mới câu được á thì mới gọi là cá thái dương, chứ cá mặt trăng là cái con màu xám xám mà ta. Kỳ lạ thật. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì là như vậy. Ok, không biết là có sự nhầm lẫn là mình nhầm lẫn hay là Play Together nhầm lẫn nữa. Nhưng mà mình chắc là do mình nhầm lẫn các bạn, chứ còn nhà phát hành game lớn thì họ không có nhầm lẫn đâu anh em. Ok, rồi, thì còn các bạn đã câu được những con cá hiếm nào ở trong khu vực hố xanh rồi? Nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha mọi người. Còn mình thì mới câu được con này, mới câu được con cá gọi là mặt trăng vương miện thôi các bạn ạ, chứ mình chưa được câu được cái con mực ống vương miện này hay là mình câu được cái con hải cẩu. Tính ra là hôm nào mình sẽ phải làm hẳn một cái video đi săn hải cẩu, sau đó mình sẽ tổng kết lại bằng một cái bảng công thức câu cá để cho các bạn biết là giờ nào sẽ ra cá gì và khu vực ở đâu để các bạn câu theo cho dễ nha. 30.000 like mình sẽ đăng một cái ảnh bí kíp câu cá phiên bản version 2 mới nhất để cho bạn coi nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha. Bye bye.